Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Giải Trí. Và bây giờ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Lê Phương khoe sắc vóc chuẩn mỹ nhân trong tiệc sinh nhật của mình và thôi nôi của con gái. Trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên đã đăng tải hàng loạt ảnh trong ngày vui của mình và con gái. Vào ngày 28 tháng 8, nữ diễn viên Lê Phương đã tổ chức tiệc sinh nhật cho bản thân kết hợp cùng tiệc thôi nôi cho bé Bông, con gái của cô và Trung Kiên tại quê nhà Trà Vinh. Buổi tiệc khá long trọng, được trang trí cầu kỳ ở nhà bố mẹ ruột của cô. Nàng Hương của Gạo Nếp Gạo Tẻ diện trang phục trẻ trung khoe sắc vóc vặn người mê sau khi giảm cân thành công. Đến dự buổi tiệc sinh nhật và thôi nôi của nhà Lê Phương Trung Kiên đều là những bạn bè thân thiết của cô trong showbiz Việt như vợ chồng diễn viên Ngân Khánh, diễn viên Dương Cẩm Linh, ca sĩ Nam Cường. Các ngôi sao này đều vui vẻ lên sân khấu biểu diễn âm nhạc thay lời chúc gửi đến gia đình Lê Phương. Đặc biệt nhất là cậu bé Cà Pháo cũng cầm micro thể hiện ca khúc yêu thích tặng mẹ và em gái. Sau khi kết hôn với Trung Kiên, cuộc sống của Lê Phương vô cùng yên ả và hạnh phúc. Trong năm 2019, cô gặt hái được thành công với vai Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Sau đó, cô hạ sinh con gái là bé Bông vô cùng đáng yêu. Nữ diễn viên đang chờ đợi những vai diễn hay tiếp theo để tái xuất với khán giả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.